Cuối cùng tôi sẽ đề cập về các phương pháp để lấy mẫu trong quá trình các bạn thu thập dữ liệu, đó là phương pháp thứ nhất là lấy mẫu xác suất hay còn gọi lấy mẫu đại diện, hoặc là lấy mẫu phi xác suất hay còn gọi là lấy mẫu đánh giá. Quy trình lấy mẫu xác suất như sau: đầu tiên các bạn phải xác định tổng thể mục tiêu, kế tiếp xây dựng khung lấy mẫu, sau đó xác định kích thước mẫu phù hợp, rồi phải xác định được kỹ thuật lấy mẫu, cuối cùng các bạn sẽ được chọn mẫu các bạn mong muốn. Còn ngược lại, trong trường hợp lấy mẫu phi xác suất, trường hợp này được sử dụng vì các lý do sau đây: là không khả thi để chọn một mẫu đủ lớn, bản thân tổng thể này rất là khó xác định, hoặc là sẽ gặp vấn đề khi phải tiếp cận các phần tử trong mẫu. Tôi xin cảm ơn các bạn lắng nghe bài giảng của mình.